nếu nhìn góc độ Bitcoin ở trên khung nến ngày thì gần như chúng ta cũng không thấy bất kỳ một cái giao dịch hoặc là một cái biến động nào quá lớn trong những cái khoảng thời gian như ngày hôm qua. Tại vì nó vẫn là một cái vùng gần như đi sideways ở khu vực trên đỉnh và loanh quanh chỉ ở là 30.000 cho đến 30.600, 30.700 tức là rơi vào tầm khoảng 1.000 giá. Nhưng mà khi chúng ta đi vào trên khung H4 hoặc là những khung nhỏ hơn thì chúng ta có thể nhận thấy được một số các cái tín hiệu nó đang diễn ra và một số các cái sóng cũng như một số các cái mô hình nó đang diễn ra thì giai đoạn này nếu chúng ta có giao dịch thì chủ yếu chúng ta cũng sẽ tập trung vào những cái tín hiệu ngắn hạn để chúng ta đánh còn lại ở trên khung dài hạn ví dụ như D1 thì chúng ta đang ở một cái vùng sideways rất là khó chịu cho nên đó là lý do vì sao thị trường gần như là nó đứng im ở những cái giai đoạn những ngày gần đây và trước khi chúng ta tiếp tục nội dung chính của ngày hôm nay nếu các bạn là trader mới trên thị trường hoặc các bạn đang cần tìm một nơi để cập nhật thêm những tin tức những tín hiệu kế hoạch giao dịch ngắn hạn và dài hạn về bitcoin oncoin ở thị trường crypto hoặc thị trường forex như vàng dầu những cặp chỉ số thì các bạn hãy tham gia nhóm telegram farm trading với mình để cùng giao lưu và đây là nhóm hoàn toàn miễn phí và để tham gia thì các bạn vào trong phần mô tả ở dưới bất kỳ video nào của mình kéo xuống phần phía dưới các bạn bấm vào đường link này t mi farm trading channel bên cạnh đó các bạn muốn quan tâm đến các kênh có nhiều kèo tín hiệu với chất lượng cao hơn thì các bạn có thể bấm vào hai đường link này để vào kênh forex miễn phí và kênh vip crypto anh em đừng quên bấm đăng ký kênh youtube của farm trading ở đây và ấn vào hình chuông thông báo tất cả này để mỗi khi mình ra video mới mọi người sẽ nhận được thông báo ngay mà không bị bỏ sót và để tiếp tục thì chúng ta hãy đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay. Hello xin chào tất cả anh em đã đến với channel của Farm Trading ngày hôm nay chúng ta cùng nhau ở ngày 30 tháng 6 và hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng 6 chuẩn bị khép lại một tháng mới cũng như là khép lại một cái quý và nửa năm 2023. Đầu tiên đối với vùng giá của Bitcoin trong ngày hôm qua cho đến bây giờ nếu mà chúng ta xét trên những cái khung lớn ví dụ như khung nến tuần hoặc khung nến tháng thì gần như là nó không có biến động quá là nhiều ở trên khung nến tháng thì tạm thời nếu mà nến tháng này đóng cửa ở cái vùng giá ở trên 30.000 cho đến thậm chí là miễn sao vẫn trên được 27.200 thì chúng ta vẫn ghi nhận ở đây sẽ có một cái nến tháng khá là tốt và sẽ tốt hơn nếu nó vẫn giữ duy trì được ở trên vùng 29.200 tức là cao hơn cái mức mở cửa của tháng 5 trước đó và điều này nó cũng cho thấy là chúng ta vẫn đang nằm trong một cái đợt hồi phục tốt của giai đoạn trung hạn tức là đếm ở trên nến tháng thì chúng ta đã có khoảng tầm 4 đến 5 tháng hồi phục rồi, trong đó chỉ có duy nhất 1 tháng 5 là điều chỉnh mà thôi. Và đường MA34 ở trên khung nến tháng vẫn đang giữ nguyên được cho cái nhịp điều chỉnh này. Và trên nến tháng thì chúng ta cũng thấy khá là rõ được rằng đường giá đang vượt qua khỏi đường Fibo 236 và đang cố gắng tiếp cận đến cái vùng là 35.450. Ở cái vùng này vừa là fibo vừa là một cái vùng kháng cự trước đó thì có vẻ là đường giá đang tiếp cận trên khung nến tháng và điều này thì nó cần mất một cái khoảng thời gian khá là lâu tại vì đây là nến tháng cho nên khi chúng ta view ra trên khung nến rộng thì chúng ta vẫn thấy được những cái tín hiệu lạc quan nhất định cho thị trường và khi đi vào những cái chiến lược giao dịch nhỏ hơn ở trong ngày thì chúng ta đầu tiên ở trên khung D1 thì nếu mà chúng ta nhìn một kết khách quan thì đây là một cái nhịp nó đang đi sideways để kéo cái đường giá trung bình đi lên tiệm cận với cái khu vực này và nếu cái nhịp này nó có thể trụ vững ở trên cái vùng này thì mình nghĩ đà tăng chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục. Tại vì các cái nhịp nó vẫn chưa cho thấy một cái xu hướng thể hiện cái lực bán quá mạnh và lực mua đang bị yếu đi quá là lớn, chênh lệch quá là nhiều khiến cho cái cấu trúc sóng ở đây nó bị thay đổi ở trên khung D1. MA vẫn nằm trên đường 89. 200 đối với đường MA34 và đường giá vẫn nằm trên khỏi cái cụm đường MA này và gần như sẽ có những cái pha test về lại có những cái đợt giá nó muốn kéo đường EMA xuống để gãy cái cấu trúc sóng tăng nhưng mà nó đã không có thành công và hiện tại thì nó vẫn đang duy trì khá là tốt RSI thì vẫn đang nằm ở cái mức là chạm đến ngưỡng 70 và đang điều chỉnh nhẹ về là khoảng 64 thì nếu nó có những cái pha điều chỉnh sâu thì khả năng là nó sẽ kéo RSI về đâu đấy khoảng tầm 56 cho đến 50 và sau đó chúng ta kỳ vọng có một cái đợt tăng tiếp tục ở trên khung D1. Nhưng mà đó là cái tín hiệu trên dài ngày. Còn lại khi mà chúng ta thực hiện các cái góc nhìn để chúng ta có thể có những cái kèo chúng ta đến trong ngày thì hiện tại gần như là chúng ta đang ở một cái ngưỡng đi sideways của vùng giá và Bitcoin nó chỉ loanh quanh trong vòng 1.000 giá là từ 30.000 lên đến 31.000 mà thôi. Và để bắt được những cái nhịp sóng nhỏ thì chúng ta sẽ vào những cái khung nhỏ hơn để chúng ta xem thử là cái đợt sóng nó đang diễn ra như thế nào để chúng ta có thể đến scalping đối với trên H4 thì hiện tại vẫn có được một số các tín hiệu khá là tốt khi mà ngày hôm qua giá đã chạm về đường MA34 ở trên khung H4 và ngay lập tức sau đó có một pha bật tăng lên khoảng tầm gần 1.000 giá từ 29.900 lên đến khoảng 30.800 và tối ngày hôm qua và ngay lập tức sau đó nó đã bị đạp xuống và hiện tại đang giao dịch ở cái vùng là 30.469 30.500. RSI nó cũng đã giảm xuống ở cái ngưỡng 50 điểm trên cái nhịp điều chỉnh của khung H4 này và bắt đầu quay trở lại và tăng nhưng mà hiện tại thì chúng ta thấy được rằng cái áp lực bán cũng khá là lớn và cái lực tăng gần như nó cũng đang khá yếu. Khi mà giá nó nỗ lực để nó đẩy lên tiệm cận đến cái vùng khoảng 31.000 thì ngay lập tức nó sẽ bị đạp xuống ngay. Khi chúng ta vào trong H1 thì mọi người sẽ thấy rõ được cái mô hình của giá đang đi. Có vẻ là nó đang hình thành một cái kênh giá và kênh giá này có vẻ vẫn đang hiệu quả. Đó là nó đang hình thành một cái kênh như thế này đường trendline chúng ta có một cái giới hạn ở bên trên nối hai cái đỉnh gần nhất và tối ngày hôm qua thì giá nó test chạm đến cái đường này thì ngay lập tức là nó đã bị đạp xuống đường bên dưới thì cũng tương tự như thế chúng ta sẽ có một cái đường bên dưới rơi vào tầm khoảng như này thì khả năng là giá nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh xuống để tiếp tục test lại cái đường trendline ở bên dưới cũng như là đường MA200 ở trên khung H1 và gần như MA200 vẫn chưa được test lần nào thì nếu khả năng nhịp này nó về test và cái lực hồi phục tốt thì nó sẽ về đến cái ngưỡng khoảng quen 29.950 cho đến khoảng 29.800 và đến vùng này chúng ta kỳ vọng có những cái tín hiệu rút râu như thế này thì chúng ta có thể là cân nhắc để chúng ta long lên tại vì nó vẫn thuận theo cái xu hướng của thị trường hơn còn lại ở cái vị thế hiện tại thì chúng ta không có nên long nó sẽ rất là xấu và cái kênh giá này anh em hãy để ý nó đang hoạt động hiệu quả ở trong khoảng khung H1 nhé và thêm một điểm nữa đó là đây là một cái kênh giá giảm vào một cái cố cấu trúc sóng giảm trong ngắn hạn trong tạm thời tại vì những cái đỉnh sau vẫn chưa thể nào bị cái đỉnh trước nó vượt qua và phá vỡ đi cấu trúc trong khi đó thì đáy sau liên tục là hình thành ra những cái đáy thấp hơn so với đáy trước thì chúng ta đã có một cái xu hướng giảm giá ở trong khung H1 là như thế ví dụ như cái nhịp ngày hôm qua giá nó lên đến đây mà nó đóng cửa ở trên cái vùng là 30.800 thì chúng ta sẽ thấy được là hy vọng nó đã phá vỡ đi khỏi cái cấu trúc sóng giảm này rồi nhưng mà nó lên đến đây thì ngay lập tức là chạm đến cái ngưỡng cản ở trên này thì nó đã bị bật xuống và ở cái nhịp này khi mà giá nó vượt lên và nó đóng cửa ở trên khỏi cái vùng 30.750 đến 30.800 thì chúng ta sẽ thấy là có khả năng là giá nó sẽ chính thức breakout ra khỏi cái xu hướng giảm này để nó tiếp tục cái xu hướng tăng. Thì lúc đó nếu giá nó có những cái pha đóng cửa H1 ở trên cái vùng này thì anh em hãy để ý cẩn thận cho mình 30.800 và khi đó thì gần như nó cũng sẽ phá ra khỏi được cái nêm này và phá ra khỏi được cái đường trendline thì nó sẽ có khả năng là nó sẽ đi theo cái nhịp là breakout qua sau đó sẽ kỳ vọng một pha retest ngắn về trong cái nhịp retest này thì thường nó sẽ retest rất là nhanh tại vì chúng ta đang ở khung H1 và sau đó nó sẽ tiếp tục cái xu hướng trước đấy thì kỳ vọng đây là khi mà cái kịch bản breakout nó đã xảy ra còn là hiện tại ở cái ngưỡng bên trên anh em cứ ken ở cái vùng 30.700 là cái vùng đỉnh cũ vừa tạo vào tối ngày hôm qua xong thì có khả năng nó sẽ là hình thành cái cảm ở khu vực trên này cho nên nếu giá nó muốn vượt qua và phá vỡ khỏi cấu trúc giảm thì bắt buộc nó phải vượt qua được cái khu vực đỉnh tạm thời này còn khu vực đáy để chúng ta cân nhắc vào lệnh long thì nó rơi vào tầm khoảng 29.800, 29.900 ở cái vùng này. Và đặc biệt là chúng ta nên an toàn thì khi có các tín hiệu xác nhận đảo chiều. Ví dụ như các tín hiệu rút râu cho thấy là phe mua đã tham gia vào mạnh ở cái vùng giá này như thế này thì chúng ta sẽ vào một cách an toàn hơn. Hiện tại ở trên BTC CME thì chúng ta đang thấy xuất hiện cái gap ở khu vực là 30.415 cho đến là 30.180 ở đây những cái vùng này nhưng mà hiện tại thì cái giá giao dịch ở trên sơ đồ của CME nó đang cao hơn so với mặt bằng ở bên Binance cho nên là hiện tại bên này thì nó đang giao dịch với giá là 30.850 nhưng mà cái cấu trúc sóng thì nó cũng tương tự như là cái cấu trúc sóng ở bên này vậy nên anh em có thể là cân nhắc khi mà cái chặt ở BTC CME này anh em có thể tìm bằng cách là gõ BTC1 ở trên trading thì nó sẽ ra cái sơ đồ của Bitcoin Future CME này đây là cái mô hình giá của Bitcoin ở trên sàn CME ở Mỹ và thông thường nó sẽ là xuất hiện những cái gap tại vì sàn này thì giao dịch theo phiên và nó sẽ có nghỉ những cái phiên trong ngày hoặc cuối tuần Đấy và hiện tại có chúng ta đang có một cái gáp ở đây cho nên kỳ vọng là khi mà trên cái chạp ở cái này nó có những cái pha lấp gáp và sau đó chúng ta tìm những tín hiệu đảo chiều thì chúng ta sẽ có thể cân nhắc long lên được và trong ngày hôm nay thì có khả năng có khả năng thôi thì Bitcoin sẽ có những cái pha ở trên trà CME nó sẽ giảm xuống để nó lấp đi cái gap này Và đồng thời song song với cái pha này thì cái giá ở trên thị trường nó cũng sẽ có những cái biến động tương tự như thế Có thể là cái biên đổi giá nó sẽ khác nhau nhưng mà về cái biến động và cái nhịp sóng nó sẽ khá là tương tự nhau Thế thì anh em lưu ý thêm giúp mình cái điểm này Gần như tất cả Oncoin hiện tại thì nó đều đi trong một cái cấu trúc sống khá là xấu và đi trong một cái mô hình khá là xấu Tại vì cái cấu trúc sống tăng nó đã bị phá vỡ rồi ngay cả đến ETH hiện tại nó cũng cực kỳ xấu khi mà trước đó nó đã hình thành cái vùng sideways ở đây và đã bị breakout qua và đã có một cái pha test lại vào tối ngày hôm qua thậm chí ngày hôm qua nó có một cái pha rút râu rất là nhanh lên đến 1880 và nhanh chóng sau đó là quay trở xuống lại là 1850, 1830 Đấy, và cái nhịp này thì có vẻ là nó đã bắt đầu đi ra khỏi cái cấu trúc sóng tăng và rơi vào cái tầm sideways đi lên quen ở giữa hai cái đường MA34 và 89 rồi và gần như ETH nó cũng đã đại diện cho toàn bộ những cái đồng altcoin tại thị trường bây giờ thông qua cái chỉ số BTC.D tiếp tục là tăng ở cái ngưỡng cao là 52,1% thì vùng này cũng là một cái vùng mà mình đã cảnh báo và đã báo trước cho anh em rất là lâu cho cái nhịp lần này là BTC.D khả năng là nó sẽ lên đến ở cái ngưỡng 52% và chúng ta kỳ vọng ở ngưỡng này nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh. Tại vì ở đây thì nếu chúng ta đo ở đây chính là cái vùng Fibo 50 và Fibo 382. Đấy thì nó đã chạm đến cái ngưỡng Fibo đầu tiên là Fibo 382 và ở đây cũng là một cái vùng kháng cự cũ trước đó cho nên kỳ vọng nó sẽ là một cái vùng có những cái phản ứng để đẩy cái BTC.D này giảm xuống. Nếu nó vượt qua khỏi vùng này thì chắc chắn gần như là tỷ lệ 90% nó sẽ chạm đến cái ngưỡng là khoảng quanh 57%. Đây là một cái ngưỡng cực kỳ cao và lúc này thì thị trường chắc chắn là nó sẽ có những cái pha cực kỳ tồi tệ. Tại vì một cái ngưỡng 57% đối với BC.D ở những cái thời điểm thị trường như bây giờ khác với những cái năm 2017, 2018 trước đây. Đó là cái thời điểm mà thị trường nó không có nhiều oncoin và cái niềm tin của thị trường và oncoin nó cũng khác. Hiện tại thì cái vốn nó đang được giải dần về oncoin và nếu nó tăng lên đến 57 thì chứng tỏ là cái dòng tiền ở bên oncoin đã bị bán ra cực kỳ nhiều. Và chúng ta kỳ vọng nó sẽ xảy ra cái nhịp phản ứng ở 52 này thôi và đối với 52 thì ở trên khung H4 thì hiện tại chúng ta cũng đã thấy dần những cái nhịp đã tăng nó đã bị suy yếu như ở đây thì nó đã tạo ra tín hiệu phân kỳ cơ bản ở trên RSI thì kỳ vọng nó sẽ có những cái nhịp giảm điều chỉnh sớm trong ngày hôm nay hoặc là một vài ngày tới mà thôi trong cái nhịp giảm này và đối với nhịp giảm này và kèm theo đó là USDT.D nó vẫn đang khá là lưỡng lự cho một cái xu hướng tăng như thế này thì chúng ta vẫn khá là khó đoán tại vì cấu trúc sóng chín của USDT trước đó thì nó là một cấu trúc sóng giảm thì có khả năng nếu nó break out ra khỏi cái vùng sideways này thì nó sẽ đi một cái nhịp sóng giảm thì lúc đó thị trường chúng ta sẽ hưởng lợi khi mà BC.D giảm còn lại khi mà cái dòng tiền đây là nó sẽ đang biểu thị cho cái dòng tiền đại diện cho dòng tiền và dòng tiền được rút ra và ưu tiên giữ tiền mặt tức là USDT.D nó tăng thì lúc đó cho dù cái dom này nó giảm thì chứng tỏ đó là một cái pha giảm của toàn bộ thị trường tại vì dòng tiền đã được rút ra ở bên ngoài và chúng ta sẽ không có bất kỳ một cái đợt sóng nào khi cái điều này xảy ra và đó là một cái nhịp giảm điều chỉnh khá là sâu và bitcoin nó giảm một thì oncoin nó sẽ giảm 3 đến 4 lần sau những tin tức gần đây thì tiếp tục dsi lại được tăng sau những cái tin về các chỉ số việc làm thất nghiệp cũng như là các cái bài phát biểu điều trần của fed liên tục thì dsi đi quay trở lại vào một cái nhịp sóng tăng rất là mạnh mẽ và đối với cái nhịp này thì hiện tại vàng đã có một cái pha giảm tạo đáy mới ở khoảng tầm vài tháng gần đây tức là đi về cái vùng dưới một 900, chạm đến cái ngưỡng dưới 1900 và quay trở lại và đang sideways ở quanh vùng 1907 1908 thì đối với vàng ở trên H4 hiện tại thì các cái tín hiệu phân kỳ đáy nó cũng đã xảy ra rồi nhưng mà cái việc phân kỳ này nó cũng chưa thể hiện thực sự cho cái việc là có thể tăng trưởng và ở đây thì nó vẫn có thể có xảy ra một số các cái nhịp điều chỉnh nữa tại vì vùng dưới này chúng ta đang thấy là một cái vùng khá là trống thanh khoản ở cái vùng giữa này cho nên là cái việc mà giá vàng nó bị rơi về những cái vùng thấp hơn là một cái kịch bản vẫn có thể hoàn toàn xảy ra được. Nhưng mà để cái vị thế chúng ta có thể sell thì tốt nhất là nên chờ nó có những cái nhịp hồi lên chạm đến đường MA thì lúc đó chúng ta sell thì nó sẽ an toàn hơn còn khi chúng ta bắt đáy thì đang đánh ngược lại với so với cái xu hướng của vàng cho nên đó là một cái hành động hết sức rủi ro cho nên anh em cũng hãy cân nhắc và cẩn thận hết sức ngày hôm qua cho đến hiện tại bây giờ thì có một số đồng oncoin nó vẫn tiếp tục tận dụng cái nhịp sống của thị trường để nó tăng đơn cử trong đó là ví dụ như là bch vẫn tiếp tục phá đi cái ngưỡng cản trước đó mà chúng ta đã tưởng là điều chỉnh rồi và gần như những anh em nào vào short con này thì đã gặp rủi ro rất là lớn nó lại tiếp tục đi sideways ở cái vùng 225, 227, 230 và lên đến một cái con số cao hơn đó là BCH nằm ở giá 254. Ngoài ra một số các tin tức liên quan đến ví dụ như là FTX hoặc là FTT hoặc là SON hiện tại nó đã có một số các cái thay đổi về cấu trúc giá cho những cái đồng đại diện cho những cái thông tin này. Ví dụ như SON thì nó cũng đã có một cái pha tăng trưởng quay trở lại vào ngày hôm qua lên đến ngưỡng là 18, tăng rất là mạnh như thế này và kèo son này thì mình cũng đã cho anh em ở trong vip bắt cái kèo này. Đấy thì trước đó cũng uh, bắt con son này spot hoặc swing ở vùng khoảng 16.67 và ngày hôm qua thì nó cũng đã TP1 của cái lệnh này nó nằm ở khoảng 17.6 và TP2 nằm ở 19 thì hiện tại nó cũng đã tăng lên đến khoảng tầm 17.9 rồi, khá là tốt thì con son này nó cũng đại diện cho những cái thông tin liên quan đến FTT và FTX gần đây khi mà Mỹ đã thu hồi được một số tiền khoảng 7 tỷ đô liên quan đến cái thực kiện FTX thì đã quay trở lại và thay đổi CEO các thứ thì những đó là những cái thông tin có lợi đẩy giá cho những cái dự án này vậy nên giai đoạn này nếu anh em muốn bắt những cái đồng on coin thì mọi người cũng hãy để ý xem các cái tin tức ở trên thị trường tin tức nào có lợi thì những cái đồng on coin nó nó sẽ được tập trung để nó đẩy thì chỉ có là như thế thì nó mới tăng được thôi còn lại đa số thị trường hiện tại thì oncoin nó không có một cái lực nào để nó có thể tăng trưởng được và gần như đa số đều là một cái nhịp giảm rất là sâu. Tin tức ở trên thị trường thì tối ngày hôm qua chúng ta đã có những tin về tỷ lệ trợ cấp thất nghiệp lần đầu và con số này đưa ra là 239.000 và thấp hơn so với trước đó thì đây là một thông tin có lợi cho thị trường nhưng mà nó sẽ không tốt cho cái việc là điều chỉnh lạm phát cũng như là điều chỉnh lãi suất của Fed và thông tin về GDP của quý trên quý nó cũng đã tốt hơn so với dự kiến là 1.3 và 1.1.3 là trước đó và 1.4 là dự kiến và con số GDP đã tăng trưởng là 2% thì đây là một cái con số cho thấy cái kinh tế nó cũng đang được phục hồi dần dần và cái GDP nó cũng đang khá là tốt và ngày hôm nay thì chúng ta chỉ còn khoảng 7 h 30 tối là sẽ có cái chỉ số PCE Price Index vào lúc 7 h 30 thì đây là cái chỉ số cuối cùng trong tuần này và cũng khép lại cái tháng 6 này cho nên mọi người hãy để ý và chuẩn bị chúng ta sẽ bước qua một cái tuần đầy sóng gió bởi vì đó là cái tuần liên quan đến FOMC, ADP non Farm thì lệ trợ cấp thất nghiệp và rất là nhiều các cái thông tin khác để chuẩn bị cho một cái tuần sau đó nữa là cái đợt công bố CPI và các cái đợt lãi suất của Fed trong tháng 7 này và hiện tại thì thông qua những cái thông tin những ngày gần đây thì Fed đã đưa ra các cái quan điểm khá là rõ ràng về việc tăng lãi suất thêm hai lần nữa và lần đầu tiên sẽ tăng vào giai đoạn tháng 7 thì đó là một cột mốc khá là quan trọng cho thị trường ở giai đoạn bây giờ. Trên Coin Glass thì khối lượng thanh lý ngày hôm qua khá là ít 57 triệu đô thì cũng khá là ngạc nhiên khi mà Bitcoin là có một cái pha tăng trưởng như thế và khối lượng thanh lý là ít. Còn lại những cái ngày trước thì chúng ta đã thấy là Bitcoin gần như không có những cái đợt biến động quá mạnh thì khối lượng thanh lý lại rất là nhiều thì chứng tỏ là hiện tại cái lực lượng bay lên nó nhiều hơn lực lượng sell tại vì ngày hôm qua thì một cái pha tăng giá là một cái pha thuận với cái xu hướng của phe long cho nên là cái lượng này nó nhiều hơn và phe short đã bị thanh lý là số lượng lệnh của phe short nó ít hơn số lượng long tỷ lệ long short ở trên thị trường thì hiện tại nó đã quay lại về lại cho phe tăng rồi nó đã quay trở lại là phe tăng nó đã xanh nhiều hơn so với phe đỏ ngày hôm trước rồi nhưng mà ngược lại với cái chỉ số này thì như thường lệ đó là cái tỷ lệ khối lượng lệnh long short ở trên thị trường thì phe short đang chiếm ưu thế là trên 50% rồi và phe long chỉ chiếm khoảng tầm 47 đến 49% mà thôi khối lượng order book hiện tại thì phe long đang tập trung ở vùng là 29.900 và vùng short đang tập trung khối lượng order book ở vùng khoảng 30.900 khá là an toàn đối với phe short và phe long thì họ đang kênh ở cái vùng cũng khá là tiềm cận giống như anh em mình đang theo dõi và cái vùng này thì mình nghĩ là một là nó chỉ chạm đến ngưỡng khoảng quanh 30.000 và nó sẽ có các cái pha bật lên Hai là nó sẽ đi xuyên thùng khỏi vùng này và nếu đi xuyên thùng thì nó sẽ phải về đến vùng 29.700 thì chúng ta cùng chờ xem và trước mắt thì anh em có thể cân nhắc ở cái vùng khoảng 29.950 trở lên hoặc cho đến 30.000 thì lúc đó là một cái entry chúng ta có thể cân nhắc các cái lệnh long scalp trong ngày. Ok, trên đây là toàn bộ cái hệ giao dịch về Bitcoin trong ngày hôm nay cũng như cập nhật lại tình hình giá thì về cơ bản hiện tại đối với trên H4 thì Bitcoin vẫn đang cố gắng giữ được cái đà tăng này thì chúng ta cũng nên thuận theo xu hướng của thị trường đó là chờ những nhịp giảm sâu về và chúng ta long lên thì nó sẽ ổn hơn đối với Bitcoin. Còn là đối với OnCoin hiện tại vẫn là một cái nhịp sóng khá là xấu cho nên anh em hãy lưu ý. Chúc tất cả anh em chúng ta có một ngày mới giao dịch thật là thành công và tuyệt vời. Và đây là ngày cuối tháng rồi mọi người cũng hãy để ý và cẩn thận những cái volume giao dịch tại vì thông thường những ngày này sẽ có những biến động khá là lớn. Cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ và đồng hành cùng Farm Trading và hẹn gặp lại ở những video sau.